khi việc cho nhận con nuôi không chỉ vì mục đích nhân đạo. Dao động từ 38 đến 40-50. Chồng tiền ngay lắm cho bé con nó đi. Rủi ro hay cơ hội cho người mong con? Nó mất thêm một tí tiền nhưng mà nó vẹn toàn. Con nuôi đấy không được công nhận là con nuôi hợp pháp. Trong khi pháp luật quy định việc cho nhận con nuôi khá chặt chẽ, thì trên mạng xã hội, việc cho và nhận con nuôi lại dường như quá đơn giản. Người cho con cũng nhiều, mà người nhận cũng không phải là hiếm. Trong vai một người hiếm muộn xin nhận con nuôi, chúng tôi lập tức được một số người tiếp cận và tự xưng là trung gian giúp nhận con. Tất cả đều dùng nick ảo. Mặc dù nói là giúp gia đình hiếm muộn, nhưng các trung gian này lại yêu cầu muốn nhận bé thì cần một khoản chi phí nhất định tùy từng trường hợp. Để hiểu thêm cách thức cho nhận con nuôi, chúng tôi đã hẹn gặp một trung gian tại một quán cà phê. Trung gian vào việc rất nhanh. Gia đình hiếm muộn chỉ cần cho yêu cầu, thậm chí được lựa chọn từ giới tính, ngoại hình cho đến ngày nhận bé. Số tiền chi phí để nhận con được xem là công bồi dưỡng, chăm sóc mẹ bầu, trẻ sơ sinh và một chút tiền hoa hồng cho môi giới. Thường là em nếu em nói một đỉnh em sẽ bảo dao động từ 38 đến 40-50, vì là nó sẽ sang khoảng đấy, chưa chắc chắn được. Bởi vì mẹ bầu này yêu cầu bồi dưỡng cao, mẹ bầu kia yêu cầu bồi dưỡng thấp, người này phải dùng thuốc, người kia không. Với lại còn theo trường hợp này như là mẹ bầu cũng yêu cầu em phải chăm trước hay không, không có yêu cầu chăm sau sinh nữa hay không ấy. Đấy, bao giờ em cũng sẽ xin những bồi dưỡng từ gia đình nhận cho mẹ bầu. Kiểu không có nhiều thì cũng sẽ có ít, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, không bao giờ ăn hết. Trung gian này cũng cho biết, hầu hết mẹ bầu muốn cho con đều ở các tỉnh hoặc vùng cao và đa phần là ở trong độ tuổi vị thành niên. Chưa rõ thực hư việc cho và nhận con thế nào, nhưng có vẻ lối sống dễ dãi của nhiều người trẻ đang tạo ra một loại công việc mới cho các trung gian này. Nhiều người khác con á, người ta nhận nhanh lắm. Em bây giờ vẫn còn mấy gia đình muốn nhận trong cái tháng tới này, nhưng mà bởi nó nói xấu nhiều. Nói chung là nó cũng sẽ có thật cái đợt dịp lễ chị. Biết với em nào 25 hay năm ngoái cũng thế mà. Tầm đầu năm thì không có việc đâu. Từ tháng 5 thì ra. Bây giờ với em cũng đang nói chuyện với vài bầu cũng toàn từ tháng 5 trở đi rồi. Với lại tháng 6 nhiều lắm. Khi chúng tôi hỏi về quy trình thủ tục nhận con, trung gian này cam kết hỗ trợ đến khi nhận được con, nghĩa là người nhận chỉ cần gửi tiền, trung gian sẽ tìm bầu, đưa đi sinh, chăm sóc trẻ cho đến khi người nhận đón bé. Không cần phải chứng minh thu nhập, lý lịch hay các thủ tục theo đúng trình tự pháp luật, nên việc sinh con sẽ thuận lợi và đơn giản hơn nhiều so với việc xin nhận con nuôi thông qua các trung tâm bảo trợ xã hội. Các bệnh hiếm muộn thường sẽ có xu hướng là cứ nghĩ là đấy sữa sinh dễ đúng không? Thực ra đến đấy không sinh được, rất là khó sinh. Thì các sữa ấy lại tại sao? Tại sao? Bởi vì là khi mà làm giấy tờ và trong cái thường cái trường hợp rơi ở đấy nhá, thì bố mẹ của mẹ mới gọi rơi đấy, nhưng mà cũng có thể sẽ rất có nhiều trường hợp là sau này họ sẽ đến kêu họ tìm lại ở xin lại. Thế bây giờ chẳng không may cho con người ta đi rồi, người ta bảo là đấy thế xong rồi cực có chịu như tôi mà dám cho con tôi đi đúng không? Ở trong các mái ấm ấy là không được phép cho đi đâu, cho bé đi đâu, thủ tục cũng rất là phức tạp, phức tạp hơn là xin trực tiếp từ bầu này nhiều. Phải qua trung tâm là như vậy, nó mất thêm một tí tiền nhưng mà nó vẹn toàn, xong là xong. Với một trung gian khác, chúng tôi cũng nhận được những thông tin tương tự. Người này còn hướng dẫn chúng tôi phương thức để nhận con một cách hợp pháp mà không cần phải nhờ đến cơ quan luật pháp. Mọi cam kết đều bằng miệng hoặc giấy tờ viết tay. Em nói thì em sẽ xin, bảo là xin cho mình là người nhà thì đúng, người ta không muốn đặt mẹ bé, hoặc là mẹ bé lại chẳng cần đặt gia đình nhận, nên nó cũng tin tưởng mình, nó không muốn để con lại cho mình, lúc nào gia đình nhận chị chúng em của anh cái thôi, cho chị chuyển tặng cho em. Thế là sang việc thế không ạ? Thường thì là mẹ bầu tìm em ạ, hay là tức là ý khi nào có gia đình ấy thì em lúc đấy mới đi tìm bầu? Không thì em sẽ tìm chủ gia đình nhận thường như vậy, hoặc là cứ nhà này xin ra giới thiệu cho em. Sẽ là chỉ em đứng ra làm việc chứ bạn ấy sẽ không có một tí thông tin nào về chị hết. Đúng rồi, có giấy cam kết, có giấy cam kết làm tay kèm theo. Trên cái giấy tờ đấy phải ghi rõ tên người cho không? Không, em bảo để chống tên người cho chứ. Nhưng mà mẹ bầu là thường họ cũng không bao giờ họ hỏi là
cái nhà nhận con là như thế nào, họ cũng không có nhu cầu tìm hiểu. Nó còn mãi chồng con nó sau này nó còn che đi chẳng được, thì chẳng nhớ ra đâu. Nó tiền nong với em thì sẽ có một cái tờ giấy khác với em thôi, còn mình không khai là mình đưa cho mẹ bé bao nhiêu tiền, mẹ cần nhận nó rồi một phí thế thôi, không khai là liên quan tiền thì em là chỉ người kết hợp đối hộ thôi, chị bảo là tôi mời bạn đi cà phê 1-2 triệu thế thôi. Trong suốt quá trình nói chuyện, người này luôn khẳng định mình chỉ giúp những người mong có con nuôi, nhưng cách nói chuyện lại chẳng khác nào một dân buôn chuyên nghiệp. Mà nhà nào mà đối với em ấy, họ mặc cái mặc cá đấy là 1-2 triệu. Thì lúc mà chưa gặp mặc em cả hả? Gọi là em gọi là mặc cá đi, gọi là xin giảm bớt thôi, cũng bảo là nhiều thế cũng đủ khả năng là chỉ tôi này tiền. Thì thực sự là em không hài lòng, em không muốn làm việc. Có phải là ngày làm cho người đẻ hay là tháng làm có một vài đứa đẻ đâu? Thật ra thì nó có chi phí của em đi lại thì mất nhiều đâu, chứ còn không lỗ là được rồi. Chứ như cam mấy cái cam vừa rồi lỗ mà cái cả đầu thôi, làm chán chả buồn làm ấy. Mình đi làm bao nhiêu ngày giờ, công suất đi lại lo lắng mà sợ nó, bởi vì bây giờ liên quan với chị con. Theo quy định của pháp luật thì khi đăng ký việc nhận con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải cùng có mặt. Người nhận con nuôi phải trực tiếp nộp hồ sơ nhận con nuôi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký việc nhận con nuôi. Trước khi đăng ký, cán bộ tư pháp hộ tịch phải kiểm tra, xác minh kỹ về tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi, tư cách, mục đích người nhận con nuôi. Trong khi đó, việc cho và nhận con nuôi thông qua mạng xã hội đã bỏ qua toàn bộ quy trình này, tiềm ẩn sau đó là không ít rủi ro. Con nuôi đấy không được công nhận là con nuôi hợp pháp bởi vì không thông qua thủ tục và hồ sơ quy trình của pháp luật quy định. Cái thứ hai, rủi ro thứ hai có thể là tiền mất tật mang, gặp những cái đối tượng lừa đảo. Đấy. Cái thứ ba đó là vô tình chung là họ sẽ đồng phạm với cái nếu như về việc nhận nuôi con nuôi vì không vì mục đích nhân đạo thì họ sẽ có thể là tiếp tay và đồng phạm với cái đối tượng trung gian môi giới đó, có thể sẽ cấu thành tội phạm của tội mua bán người dưới 16 tuổi. Và một cái hệ lụy mà rất là nguy hiểm đó chính là những đứa con không biết là có đến được những cái gia đình mà họ mong muốn không, hay là lại các đối tượng lạm dụng cái việc đấy và đưa sang Trung Quốc để thực hiện những cái hành vi rất là nguy hiểm khác. Rõ ràng, việc cho nhận con nuôi như cách thức của các trung gian trên không hề hợp pháp. Dựa vào đâu mà các trung gian đều mạnh miệng đảm bảo gia đình hiếm muộn có thể nhận con nuôi mà không cần thông qua cơ quan chức năng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo.